Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ sập đường hầm đang thi công ở Ấn Độ khiến nhiều người bị mắc kẹt từ hôm 12 tháng 11 đến nay vẫn chưa được giải thoát. Mới đây, chính quyền Ấn Độ công bố những hình ảnh đầu tiên về nhóm 41 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm đường bộ này. Qua hình ảnh cho thấy, những công nhân này hiện vẫn an toàn và khỏe mạnh. Công bố hình ảnh đầu tiên về 41 công nhân bị mắc kẹt ở Ấn Độ theo đó, đoạn video dài 30 giây, hơn 10 công nhân bị mắc kẹt đang đứng theo hình bán nguyệt trước ống kính camera. Những hình ảnh này cho thấy họ đang đứng trong khoảng không gian kín và chật hẹp. Trong đồng phục bảo hộ lao động và phía sau là ánh đèn vẫn phát sáng trong đường hầm, những công nhân đang liên lạc qua bộ đàm với lực lượng cứu hộ. Đoạn video cũng có tiếng nói của một nhân viên cứu hộ bên ngoài hướng dẫn từng công nhân đứng trước ống kính camera để xác nhận danh tính và tình trạng sức khỏe của mình. Các nhà chức trách cho biết, những người đàn ông này đã bị mắc kẹt trong đường hầm dài 4,5 km ở bang Uttarakhand kể từ khi nó sập xuống vào ngày 12 tháng 11. Theo đánh giá của lực lượng giải cứu, đoạn video cho thấy các công nhân dường như vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục cung cấp ánh sáng, nguồn cung cấp oxy, thực phẩm khô, nước uống cũng như thuốc men cho họ thông qua một đường ống. Hình ảnh của họ được ghi lại thông qua camera nội soi, y tế được đẩy qua một ống có đường kính 15cm, 6 inch. Ống này được nhét qua một lỗ mà đội cứu hộ khoan hôm đầu tuần. Lực lượng cứu hộ dự kiến hôm nay sẽ tiếp tục khoan theo chiều ngang qua đống mảnh vỡ cao 60m để đẩy vào một đường ống đủ lớn nhằm để những người mắc kẹt có thể bò ra ngoài. Một bác sĩ tâm thần được chính quyền bang cử đến hiện trường cho biết, ông đã yêu cầu 41 người đàn ông đi bộ trong khu vực nơi họ bị mắc kẹt tập các bài tập yoga nhẹ và thường xuyên nói chuyện với nhau. Người đàn ông này cho biết giấc ngủ rất quan trọng đối với họ và đến giờ họ vẫn ngủ ngon và không gặp bất cứ khó khăn nào khi ngủ. Một bác sĩ khác tại hiện trường cho biết, những người đàn ông đã được yêu cầu tránh tập luyện nặng vì có thể làm tăng sự tích tụ khí CO2 trong không gian hẹp do họ thở ra mạnh. Những người bị mắc kẹt là các công nhân xây dựng được trả lương thấp, hầu hết từ các bang nghèo ở phía đông và bắc Ấn Độ. Vụ sập đường hầm ở Ấn Độ, lực lượng cứu hộ tiếp tục chiến dịch giải cứu. Ngày 20 tháng 11, giới chức Ấn Độ cho biết, lực lượng chức năng nước này tiếp tục triển khai kế hoạch cứu hộ mới để giải cứu 41 công nhân bị mắc kẹt đã nhiều ngày trong đường hầm đường cao tốc bị sập tại bang Uttarakhand sau khi những nỗ lực trước đó bị đình trị. Giám đốc công ty cơ sở hạ tầng và đường cao tốc NHIDCL của chính phủ hôm 20 tháng 11 cho biết, Họ đã lắp đặt thành công một đường ống có đường kính hơn 15 cm, cho phép vận chuyển được nhiều thực phẩm hơn. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực để đưa thức ăn đã nấu chín và thiết lập kết nối điện thoại với những người bị mắc kẹt kể từ khi đoạn đường hầm này bị sập hôm 12 tháng 11 vừa qua. Lực lượng chức năng đang lên kế hoạch mở rộng đường ống tiếp tế để có thể vận chuyển các gói thực phẩm lớn hơn. Hiện họ vẫn an toàn và đã được tiếp cận ánh sáng, nguồn cung cấp oxy, thực phẩm khô nước uống cũng như thuốc men mà lực lượng cứu hộ chuyển qua đường ống. Hai người bị nôn mửa và đau đầu nhẹ đã được cung cấp thuốc và hiện đã khỏe. Sức khỏe của các công nhân trong tình trạng ổn định. Nhà chức trách cũng đang cân nhắc thiết lập kết nối điện thoại để giúp các công nhân bị mắc kẹt nói chuyện được với người thân. Người thân của những người bị mắc kẹt đã nói chuyện qua bộ đàm và cho biết điều kiện rất khắc nghiệt và các nạn nhân đang mất tinh thần. Người thân của nạn nhân đang mắc kẹt trong hầm cho biết Họ đang rơi nước mắt, họ bắt đầu hỏi rằng có phải chúng tôi đang nói dối về những nỗ lực cứu hộ đang được thực hiện hay không. Một quan chức cấp cao tham gia nỗ lực cứu hộ cho biết, lực lượng này đang cân nhắc đào một đường hầm hoàn toàn mới và từ bên trên để cứu các công nhân. Ông khẳng định không có chuyện thiếu nguồn lực và các biện pháp được lựa chọn. Quan chức này cho biết, lực lượng cứu hộ đang xem xét khung thời gian tối đa từ 4 đến 5 ngày để giải thoát những công nhân nhưng chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trong một bài phát biểu ngày 19 tháng 11, Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Cao tốc Liên bang Ấn Độ Nitin Gadgari nhấn mạnh, ưu tiên hiện nay là cứu sống những người mắc kẹt trong đường hầm. Lực lượng cứu hộ đang nghiên cứu năm phương án giải cứu những người bị mắc kẹt trong đường hầm sau khi phải tạm dừng chiến dịch hôm 18 tháng 11 vừa qua do máy khoan gặp trục trặc và nguy cơ đất đá tiếp tục sụt lở theo Tập đoàn Phát triển Cơ sở Hạ tầng và Đường cao tốc quốc gia cho hay, các kỹ sư đã cố gắng đưa một ống thép xuyên qua đống đổ nát theo phương nằm ngang. Ống thép này chỉ đủ rộng để những công nhân đang mắc kẹt có thể trôi qua. Tuy nhiên, hoạt động cứu hộ đã phải tạm dừng vào ngày 17 tháng 11 sau một tiếng nứt đột ngột gây ra sự hoảng loạn, lo ngại đường hầm bị sập thêm. Các máy xúc đã di chuyển đất, bê tông và gạch vụn khỏi đường hầm đang được xây dựng ở bang Uttarakhand sau khi một phần đường hầm có các công nhân bị sập. Nỗ lực cứu hộ đã bị chậm lại do các mảnh vỡ liên tục rơi xuống. Cũng như các máy khoan hàng nặng quan trọng nhiều lần gặp sự cố, khiến lực lượng không quân phải hai lần vận chuyển các phụ tùng mới bằng máy bay. Giám đốc hành chính và tài chính của Tổng công ty Phát triển Cơ sở Hạ tầng và Đường cao tốc quốc gia chia sẻ, đá rất dễ vỡ, chúng tôi càng khoan thì đá càng vỡ vụn ra nhiều hơn. Chúng tôi đang thử nghiệm mọi kỹ thuật mà chúng tôi có. Hiện các đội cứu hộ đang chuẩn bị đào một đường thoát hiểm mới từ trên cao. Do đó, các công nhân phải tạo một lối đi mới hoàn toàn lên đỉnh ngọn đồi. Lực lượng chức năng đã đào được 3 phần tư quãng đường dẫn tới địa điểm khoan mới. Cụ thể, các công nhân đã đào được 900m trong tổng số 1.200m đường. Nhiều chuyên gia nước ngoài cũng đã được điều tới hỗ trợ, tư vấn cho chiến dịch giải cứu. Trong đó, có nhà điều tra thảm họa độc lập Anosdix, Chủ tịch Hiệp hội Không gian dưới đất và Đường hầm quốc tế Ông cho biết, chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp và đưa họ ra ngoài, điều quan trọng là không chỉ những người cần được giải cứu mà cả những người đang thực hiện công việc giải cứu đều phải an toàn. Đường hầm bị sập là một phần trong dự án cơ sở hạ tầng của Thủ tướng Modi nhằm giảm thời gian di chuyển giữa một số địa điểm Hindu giáo nổi tiếng nhất ở nước này cũng như cải thiện khả năng tiếp cận các khu vực chiến lược giáp với Trung Quốc. Đường hầm dài 4,5 km đang được xây dựng giữa Sinkiara và Dandangaon. Để kết nối hai ngôi đền Hindu linh thiêng nhất là Uttakashi và Yamunotri. Trước đó có khoảng 50 đến 60 người làm việc tại thời điểm xảy ra vụ sập đường hầm. Công trình trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ, được khởi công vào năm 2018 và dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên, thời điểm hoàn thành công trình đã bị lùi lại đến tháng 5 năm 2024. Những bức ảnh do đội cứu hộ công bố sau vụ sập đường hầm cho thấy các khối đất đá khổng lồ chặn ngang đường hầm rộng, với những thanh kim loại xoắn trên trần bị vỡ, nhô ra phía trước đống đổ nát. Nhà chức trách hiện chưa công bố nguyên nhân dẫn tới vụ sập đường hầm, song khu vực này thường hứng chịu lở đất, động đất và lũ lụt. Chính phủ Ấn Độ cho biết đã sử dụng các kỹ thuật thân thiện môi trường trong thiết kế để đảm bảo an toàn tại các đoạn đường không ổn định về địa chất. Các nhà bảo vệ môi trường đã chỉ trích dự án Chadam Họ cảnh báo dự án này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực Himalaya, nơi hàng triệu người đang chịu ảnh hưởng của khủng hoảng khí hậu. Trong khi đó, giới chuyên gia lo ngại việc khoan mạnh sẽ làm suy yếu địa hình vốn đã mỏng manh, gây ra nhiều vụ lở đất và lũ quét hơn. Vụ dập hầm này là một trong những thảm họa xây dựng đáng chú ý ở Ấn Độ, một quốc gia đang nhanh chóng chuyển đổi cơ sở hạ tầng và chi hàng tỷ đô la Mỹ để nâng cấp mạng lưới giao thông. Hồi tháng 8, ít nhất 10 công nhân đã thiệt mạng sau khi một cây cầu đang xây dựng bị sập ở bang Mizoram, phía đông bắc đất nước. Tháng 6, một cây cầu bê tông 4 làn xe đang được xây dựng bắc qua sông Hằng ở bang Bihar, phía đông bị sập lần thứ hai chỉ sau hơn một năm, đặt ra hoài nghi về chất lượng xây dựng tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình tìm ra phương pháp ứng cứu hiệu quả đối với những công nhân còn đang mắc kẹt trong hầm. Tất cả những tin tức mới nhất liên quan đến sự việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.